Bữa đi đi thích lắm, nó mát. Mưa sẽ bằng đường nhanh khô rồi chị nhỉ? Ừ. Bao nhiêu phần chủ trình? Nói bị tài. Bị tài. Này là đục. Này gì đâu? Má mấy này? Không đổi tên gì nhỉ? Nó vẫn để Hương Liên đấy chị. Vâng, ý là nó không đổi tên quán thành, em cứ tưởng nó đổi tên thành Obama gì đấy cơ. Con nó chơi được. Còn cười mới sợ. Đi đi đi. Ơ cứ tưởng hôm nay chủ nhật chứ. Sao con vẫn đi học gì? Để ăn cơm sáng nhá. Tí nữa mình đi vào quán cà phê bọn mình chơi. Ok. 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 Cà phê nhiều này. Vâng. Chị Việt Vương này. Đấy, em cứ rẽ ra Vincom thì được tiện. Thích vì vào Vincom không thì quanh khu đấy nó có nhiều quán. Chứ ở đây có nhiều quán không biết quán nào cả. Mình đã mua con tàu lên. Dạ. Chị Việt Vương. Bây giờ đỗ hết xe này nó đi khó nhỉ? Vừa lúc mấy cái xe không đi. Không được đỗ đâu nhưng mà công an phường ấy chắc là nó bao luật hết rồi. À, đấy, tưởng cải vạch đây là cho đỗ đây. Nó có ô đấy. Có lốt. Lâu lắm không cà phê đây, mấy năm nay. Đây toàn quán đẹp đấy. Yeah. Nhà đây chắc phải vài chục tỷ mua được. Trăm tỷ. Trăm tỷ, chục tỷ. Nhà 5-70 không có thì trăm. Trung tâm này mà nhỉ. Nhà góc này nên là xây là đẹp lắm ấy. Ừ. Trước nó là cái quán cà phê nhỉ bố nhỉ? Ừ. Nó thấy biệt thự, kiểu biệt thự à? Kiểu phong cách kiểu ấy á, châu Âu à. Alo.
không có nhu cầu. Cái bọn này nó lôi ở đâu mà số nó lấy thông tin danh số điện thoại. Tắt phải mất thời gian. Không ấy, chẳng cần phải alo. Cứ để con này nó bắt mình đấy, chán nó tắt. Mình làm một gì? Đây chứ. Mình con này ạ. Chỗ nào anh đỗ được xe thì xuống. Vì con giờ này chưa mở cửa đâu, anh đi tiến lên nữa, đi lên chỗ vài triệu xong rồi xuống rồi đấy. Vào cà phê xong rồi tí nó mở cửa thì sao? Ờ, mấy giờ chị mở cửa chị nhỉ? 10 giờ em ạ. À kìa. 10 giờ mở gì? 10 giờ. À bây giờ đang chuẩn được bị. Được rẽ mà, được rẽ không trái mà. Vì mình con chưa mở cửa. Vâng. 10 giờ mở gì? Có gì? Công chứng đến 10 rồi. Vậy không công chứng đây. Anh đi thẳng thì cho xuống ở sân bay. Có người vào được không? Vào là khu cà phê đã. Họ vào. Thì họ vẫn vào này. Bởi vì người ta vẫn phải vào đấy để có phục vụ cho cái việc kinh doanh con ạ. Cửa hàng, hàng quán người ta, phải vào chứ. Người ta là người làm, còn với những người mà đi chơi thì họ chưa đến. Hoặc con sử dụng dịch vụ gì thì bây giờ vào là sẽ chưa có người xong 10 giờ. Con đi thang máy người ta cũng chưa bật, 10 giờ nó mới bật. Vào rồi là con phải đi bộ hết. Miếng giờ đi vào chi? Người ta anh dọn dẹp xong cho người máy vào. Đúng rồi, người ta dọn dẹp xong mình mới vào. Tiền xuống đi, có tiền rồi. Cái nó cầm ví viết đi. Bây giờ. Bật cửa chơi đi. Vâng, vâng ạ, đổi anh ạ. Starbucks đây. Em không ạ, em muốn cái khác. Con thích cái gì? Lên trên tầng đi. Ok. Em lên trên tầng. Em uống gì? Có nước gì chị nhỉ? Ngoài cà phê ra thì em không nhìn gì luôn. Đây xem cái menu đâu. Đây này cái đồ của Ken gọi là không phải là cà phê đâu. Ken con uống gì á? Cái đồ strawberry frappuccino. Nó là cái gì? Vị dâu frappuccino. Anh có thấy cái vị của nó hấp dẫn. Hay chú uống lại đấy nhỉ? Chú uống lại đấy nhỉ? Em đi cùng anh không? Em đi tầng chọn chỗ ngồi. Chú lên trước. Chị gọi em giống như Ken. Vâng, nhờ nát xe cao đường. Ba lô của ai đấy? Của con á. Đi, à đi, úi dồi. Bám rồi đấy. Ừ. Từ từ từ. Để chú đặt tay đi. Đi. Ấy, à, ấy. Ấy, 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 ô. Ấy, ok. Con chặn ghế đi. Ở đây hả? À, ngồi đây. Bỏ ra xem nào. Đi xem nào. Để tôi cầm hộp cho. Tôi cầm hộp cho. Bỏ vào trong. Hết chưa? Thế con người gì đấy? À, sữa con ngồi gì đây? Đây cho anh ngồi. Đây, chưa
rồi. Chơi đi, chú quay hàng nhà em chơi nhá. Cố lên. Xem ai là người thắng cột. Ai là người thua? Xem ai là người thua. Thế người nào mà ấn chúng bật lên là người thua hay là người thắng? Thua. Chứ tưởng là người phải là người thắng. À ý là bị đâm là thua hả? Trúng à? À. Em điện nó bật. Sao nó bật à? Sao bật đi. Chỉ giữ cho. Cần giữ không? Không cần. Giữ cho. Ừ. Cần được rồi, còn ít thôi đúng không? À, còn xoay nhỉ, chú giữ không xoay được. Ừ. Em khen để giữ cho em, không có lần em ấn em trôi. Thôi. Nha. Đây đây đây. Còn bao nhiêu cái nữa đây? Ui. Hết rồi. Ui. Còn hai cái. Cứ chay một cái. À, sợ lắm. Sao vẫn chưa bật nhỉ? Sợ nha. Cái này bật đấy. À, ăn đi. Có lẽ. Ăn đi. Ăn đi ngày này. Ê, chơi rồi. Sư ơi, sợ. Ê, tao thường. Ăn đi. Và ăn đi. Em một cái thôi. Và ăn đi. Nào. Ôi, sao? Có sao đâu mà. Cứ ăn đi. Không sao, chú giữ cho. Em chỉ để dây cờ. À, từ này nhấn. Anh thua giỏi nha. Anh thua giỏi nhá. Ý em không phải em sợ mà em sợ thua. À, sợ thua. Sợ thua chứ không phải sợ nó bật lên. Ôi giỏi á. Ôi, cái mặt cười à. À, đây. Đây. Đây là... Đây là cái cướp biển. Còn đây là cái thùng ấy nhỉ. Thùng là chơi thùng đựng gì đấy, đựng này đựng thức ăn thùng hay là nước gì đó, nước là cái này có thể đựng cơ bảo. Cháu có xem phim One Piece không? Có Luffy ấy. Đúng rồi. À đây đấy đấy, hay có cái này này. À con thích cái đấy à? Con hay xem One Piece. Thế xem tập bao nhiêu? Chú cũng xem nhiều lắm. Nhiệt đây chú cũng xem thôi. Ừ, con đã sau hai cái miệng. Ken thích cái nhân vật nào? Thích Luffy á? Nhân vật chính. Nhân vật chính thì là Luffy rồi. Thích Luffy à? Vâng, coi xem. Ôi sợ quá. Còn một con anh chưa lại quả anh thua. Quả anh thua. Quả anh thua. Anh thua rồi. Đi quán cà phê mà. Đi quán cà phê đi. Cẩn thận cầu đầu đấy nhé con nhé. Cẩn thận cầu đầu đây nhé. Nhảy lên cầu đầu đây. Đây là quán cà phê mà. Sao lại nói. Đúng không? Em. Bánh thôi, bánh cho con thôi. À, chơi chơi đi mà. Chơi Việt Anh. Dạ. Ngồi đây hay ngồi ngoài kia? Đang ngồi đây. Đây ngồi đây này. Ngồi đây con ghế. Hay là mát. Ăn à. Ăn đi. Cướp biển Barrel Pirates. Cái này mà cái này bên bên kia nữa với trẻ con cũng chơi trò này. Sự ấn đi. Ừ. Bắn là anh bị thua chứ. Có thua có thắng. Trò này có thua có thắng. Cái con này. Ủa đi em ấn này. Còn không hơi chậm quá nhỉ. Ken Ken để kia đây thì em mới xa tay em ngắn. Ok. Anh tiếp nha. Ô. Oh. Thì bắt được rồi. Sợ bắt quá. Bắt được cái biển luôn. Chơi đây ngồi đây né toàn luôn này. Em chịu đau nhá. Không đau. Đau. Nhưng mà em dí mắt nó mới đau. Nào đừng. Okay.